Hứa cái kem lên. Ừ, dặn này đỡ cạo. Có rau bạc đâu đi. Đến mà mua cái lưới nhỏ rào lại. Đứa bự thoải mái để tao dọn số này. Quá trời này đồng mê ra đêm 800 lần. Trúng cái ông lật đặt ông giục cái điện thoại ông chạy mất nữa. Quá trời này khoảng 800 lần. Ông trúng mà mình hư điện thoại. Quá trời này khoảng 800 lần mà. Mày nó ra cái thôi á. Chính vì vậy, đảng luôn tin tưởng ở nhân dân, nhờ đó nhân dân để xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng, do đó nhân dân luôn tin tưởng ở đảng, ủng hộ và đưa theo đảng. Số 4, chính vùng 9, năm 85 đi Hà Nội. Quá tổ chức, mà chỉ là một tổng tư những người nguyên được. Và máy cộng cho máy nhốn. Đúng clip chứ mai bị đặt chứng minh đơn hết rồi. Đó có nghĩa là chúng ta đã tạo ra một quyền lực biến ưu tín về tư tưởng thành ưu tín về quyền lực, khiến các nước phải phục tùng các tên của đảng. Sự thực hiện đúng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ đã góp phần xây dựng nên tính tự giác, tính kỷ luật và sức mạnh của đảng cộng sản Việt Nam. Tôi dùng nhiều nước quyền chủ nghĩa chủ nghĩa chủ nghĩa. Muốn uống thì kéo về uống như thứ gì mà không có. Nó đi chơi đồ vậy nè.